Xin gửi lời chào các tiền bối trong giới văn nghệ của anh em mình.
chào anh Phú Quý, chào các cô chú anh chị. Dạ. Và đó cũng là những cái tinh thần mà Anna đem lại. Tôi để sẵn một cái đàn rồi. Thực ra thì bây giờ giữa anh em mình cũng có nhiều cái câu chuyện đã từng nói với nhau và luôn luôn nói với nhau về những cái giá trị chân thiện mỹ, về những cái câu chuyện làm sao trong cái phát triển cộng đồng, về những cái giá trị không có chỉ là kinh doanh, không có chỉ là những cái câu chuyện về phát triển theo cái chiều hướng của cá nhân mà nó là cộng đồng. Đây là một chuyên gia sức khỏe cộng đồng mà tôi vẫn hay giới thiệu về Dung rất là đơn giản, dễ hiểu như thế. Các anh chị cô chú cho Dung một dàn pháo tay nhỏ này. Cái này là gọi là quá nhỏ, nhỏ lại lớn hơn chút. Nói như vậy thì để là Hoàng Thái cũng rất là cảm ơn Dung nói riêng và kết nối với các anh chị em nghệ sĩ, những đối tác, không chỉ là những người làm trong những cái lĩnh vực về văn hóa, văn nghệ, thể thao, truyền thông, chính quyền. Như hôm nay một buổi tiệc rất là ấm cúng, rất là nhân văn. Dung sẽ nói gì với những cái giá trị truyền thông anh em mình gặt hái được trong thời gian qua, nguyên năm qua không làm gì hết nhưng vẫn là anh em. Sao khóc vậy? Không phải khóc mà là xúc động thôi. Một chặt ngón tay nữa anh chị hay lớn hơn. Dạ, Dung câu giờ xíu anh giao đàn vô nha. Ok. Dạ thì trong những năm vừa rồi thì Dung cũng được anh Hoàng Thái hỗ trợ rất là nhiều, cũng như là có những cái chương trình lên đài VOH nói về những cái tinh thần về sức khỏe bên trong lẫn bên ngoài. Và thật sự trước khi mình biết đến anh Hoàng Thái thì Dung là một người cũng hơi nhút nhát, nhưng mà sau này thì Dung cũng lên đài và cũng chia sẻ được những cái điều mà Dung biết đến với khán thính giả nghe đài. Và thật sự đây là những cái điều mà rất là trân quý. Và trong năm tới này thì hai anh em đang có cái dự định là sẽ làm một cái chương trình sức khỏe toàn diện. Mình có thể phát trên đài FM để mong sao rằng quý thính giả nghe đài có thể tạo khỏe từ bên ngoài, vẫn khỏe từ bên trong, làm sao ai cũng có thể là tự cảm thấy mình an yên. Chứ nào mà mình bình an thì mình sẽ khỏe, đúng không anh? Dạ. Và thì anh đã đeo đàn rồi thì em nghĩ rằng anh đàn cái bài gì cho nó vui vui được không anh? Mới trước những cái giá trị mà Anna đem lại cho cộng đồng, cho những mối quan hệ riêng và cũng như là lan tỏa những giá trị về, và rất là tuyệt vời nếu như là tôi một cái thông điệp về âm nhạc. Xin chúc mọi người một năm mới thật sự là mãn nhãn, vui vẻ và hạnh phúc, cũng như là tràn đầy những năng lượng tích cực trong một cái năm phải nói là cũng sẽ rất là thú vị cho những ai tuổi thìn. Các cô chú anh chị, những ai tuổi thìn hãy giơ tay cao. Rất là có ý nghĩa trong dịp này, một năm mới an khang thịnh vượng và vui vẻ. Mời Dung cứ ở lại đây với tôi. Kiều Thomas vây vây thời gian một năm đã qua. Xuân sao mùa đông bão trước đã rơi. Tháng 12, xin mời quý tháng 12. Thân lên giờ đây em hoàn tối qua, nhưng không mong đợi cơn gió cuối cùng.
bài hát vẫn chưa hết, nếu như không nhận được những tràng vỗ tay của cô chú chị em. Go!
có gia đình nào mà thấy quậy đều giống như gia đình này lắm ạ. Quậy đều từ trên xuống dưới luôn. Dạ. Xin cảm ơn nhà báo và MC Hoàng Thái với một bài hát rất là tuyệt vời trong những ngày cuối năm dành cho Anna Group. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mình qua cái tiết mục cây nhà lá vườn rồi các anh chị. Bây giờ mình sẽ tới, dạ còn cây nhà lá vườn nữa hay sao? Là bốc thăm ạ. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bốc thăm, bởi vì các anh nhìn thấy có rất là nhiều phần quà ở trên đây. Và đặc biệt các chị hãy nhìn qua bên tay phải của Phương Anh, có một cái TV rất là lớn ở đây. Rồi sao xin. Dạ. Xin cả nhà có thể hướng mắt về bên phía trái sân khấu. Xin giới thiệu ca sĩ Cẩm Vân và các Triệu Anh. Mời anh chị chúng tôi. Dạ. Xin cảm ơn sự nhiều hai anh chị ngày hôm nay ạ. Dạ mà Phương Anh chưa có cái danh sách giải thưởng á, cô Kiều ơi. Chúng ta có rất là nhiều phần quà ở trên đây. Bây giờ mình bóc từ phần quà nhỏ nhất. Đó, mình để cái phần quà là cái TV bự nhất mình để cuối cùng. Nên các chị nhớ ở lại đến cuối chương trình để chúng ta có được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm giải 8, đó là một đồi chiên không dầu. Cái này chắc phải bút ráp về á, chứ sắp về hơi nặng. Và bây giờ mời Miss Kiều sẽ bước lên sân khấu để bốc thăm. Vị khách mời đầu tiên sẽ nhận được may mắn đó là một chiếc đồi chiên không dầu ạ. Xin mời Miss Kiều. Và để cho công bằng thì chắc là mình sẽ bước xuống dưới đi ạ. Mình để cho một vị khách bất kỳ sẽ bốc thăm. Xin lỗi chị. Dạ, xin phép mời Tí Điền. Tí Điền có một số nha. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền. Mời đi. Tí đặt từ con số nha. Tí hát gì không Tí? Con số gì đây không Tí? Gì đây, số gì đây? Anh nói là anh hả? Anh nói em rồi. Dạ. Là đúng mà. Dạ trong cái phòng mình có tên là tên anh Thái mà. Mấy anh Thái à? Dạ có một mình anh là anh Thái. Anh không có xấu. Dạ xin mời anh lên sân khấu. Xin mời chị Dung ơi, chị Dung quay về sân khấu trang món quà giải tán cái đồ chiên không dầu dành cho anh Thái. Kiều ơi. Kính thưa cô chú anh chị, thì nãy giờ nó là hậu duyên thôi. Mọi người có tưởng là anh em sắp đặt gì không? Mới diễn xong là được quà thì anh chị em có nghi ngờ nghi ngại gì không? Tí đi, là người bóc có không tí, nó sẽ nhận cái tí. Tôi vừa bóc xong là thấy anh Thắng. Yeah! Em nha. Rất may mắn anh Thắng. Con xin mời Tí lên trao quà anh Thái luôn. Đúng rồi, hợp lý. Kiều ơi lên sân khấu. Con mời Tí. Cũng may là Tía bóc bóc chứ còn em mà bóc bóc là mọi người nghĩ anh em mình đó là trao dạy cho nhau á. Hồi nãy anh ngồi kế anh Điền luôn. Anh vô là anh mở tài lên Điền, anh Điền anh vẫn ngồi lắng nghe. Vì do em nói nhiều quá là anh cũng quá em. Không phải em nói nhiều mà nó hay mà cao hơn nữa, mà đàn cũng hay nữa. Cho nên đây là cái sự may mắn, là sự tốt đẹp cho đầu năm mới cho em. Anh em mình chia đi. Thật ai đấy hưởng. Xin cảm ơn nhà báo và MC Hoàng Thái. Xin chúc mừng anh đã nhận được một chiếc nồi chiên không dầu trong ngày hôm nay. Nhận một trái tay thật lớn nha, dành cho vị khách đầu tiên nhận được một phần quà may mắn trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Và ngay bây giờ thì Phương Anh cũng sẽ được giữ âm thanh giữ nghệ sĩ nhân viên Thanh Điền ở trên sân khấu. Quý vị có mong muốn nghe tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Điền không ạ? Nếu muốn thì anh dành một tràng pháo tay thật lớn luôn không các anh chị? Và hôm nay không biết là nghệ sĩ sẽ gửi tặng cho quý vị khán giả đây bài hát tên gì ạ? Tôi thì không phải là dân ca, tôi là chuyên về sân khấu, tôi là diễn thôi. Nhưng mà vui quá. Chà, nghe anh Thái hồi nãy ca hay quá. Chà, nghe các bạn trẻ ca rất là dễ thương. Cho nên tôi cũng coi chơi xin là mở một rất tốt tốt một cái tiết mục. Và tiết mục này là trong một cái phim mà tôi đã tham gia trong phát hành phim truyền hình.
phát hành vào năm 97, đó là phim Đất Phương Nam. Thì tôi xin hát bài Đất Phương Nam. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ Thanh Điền với ca khúc Đất Phương Nam ạ. Trước khi hát thì Thanh Điền cũng có đôi lời xin chúc cho ba mẹ Anna và gia đình Anna và các bạn trẻ của Anna một mùa xuân ấm áp, tươi vui, hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Xin cảm ơn.
rồi, chị cảm ơn. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Hoa Thanh Điền một ca khúc rất là quen thuộc, và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Điền đã cho chúng ta một giây phút để có thể nhớ lại, hoài niệm lại về một bộ phim mà mình đã có tiềm năng bao nhiêu ạ? Năm 97. Tiềm năng 97. Dạ. Và bây giờ tặng cho những người đang yêu, đã yêu và sắp yêu luôn.
và những đôi tình nhân của ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thiên Thơ mang tựa đề Tạ Tình. Xin thân cảm ơn người đồng hành. Oh,
xin cảm ơn trên cùng rất chúc sức khỏe tất cả. Dạ em vô cùng, thật sự em rất là cảm động luôn. Không biết nói gì với anh chị. Em nói thiệt là em chưa làm được một cái gì cho anh chị cả. Mới có chỉ chụp phim cho ca sĩ Khắc Triệu thôi cả nhà. Dạ hôm nay em xin mời tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn cùng lên sân khấu ạ. Em mời anh Trơn ạ. Tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn hiện nay là trưởng khoa của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chào tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn cho anh chị. Có bao nhiêu người em đây là bác sĩ Trơn sẽ lo hết ạ. Dạ nghệ sĩ Thanh Điền cũng là tía của em ạ. Dạ. Thật sự và để biết đến anh chị Cộng đồng Phát Triệu thì em rất là biết ơn nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Chị đã kết nối cũng như là đã giới thiệu và thật sự là thông qua anh trai Châu Tuấn nữa. Em mời anh Châu Tuấn ạ. Dạ, ca sĩ Hạnh và Châu Tuấn. Và thật sự là chị Cộng Vân là người nhắn cho Dung nói là chị gửi anh Châu Tuấn về em làm răng. Trong khi Dung chưa biết chị Cộng Vân. À không, Dung biết chị Cộng Vân và mê chị Cộng Vân từ nhỏ. Nhưng mà chưa một lần được kết nối với chị. Dạ. Và thông cho qua chị Trịnh Kim Chi thì Dung biết chị Cộng Vân cũng như là chị đang gửi anh Châu Tuấn làm răng trước. Em nghĩ là chắc cũng gửi anh để làm chuột mặt thôi anh. Dạ, và vừa rồi thì Dung có một lời hẹn được chụp phim cho anh Khắc Triệu cũng như là chị Cộng Vân. Thì em xin chào tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn. Có bao nhiêu cái chuyện lên cũng như là văn xứ gì đó thì Anna sẽ là người trực tiếp làm. Dạ, rất là biết ơn anh chị ngày hôm nay chị đã đến với tụi em ạ. Dạ. Dạ, em xin chụp một tấm hình ạ. Dạ. À, giờ chúng ta đã chúc nhiều làm răng ở trên sân khấu luôn nha. À, không ngờ là đêm qua anh bán hàng ở trên sân khấu rất là đỉnh. Và có một điều rất là đặc biệt đó là khi đến nhà khoa Anna thì chúng ta thấy nè có rất là nhiều